Ôi, mình đã đến suối Ô Túc Sa nha các bạn, rất là đẹp luôn. Mình thấy phía trước là một màn nước là trắng xóa luôn nè. Có người ta rất là đông. Đây cái chỗ trắng trắng này là suối nè các bạn. Bây giờ mình sẽ đi lên đó thôi, quá hấp dẫn rồi. Rồi vì là phải lội suối rồi. Đây suối rất là nhiều, rất là mạnh luôn. Lột dây gác, cầm dây. Lột dây gác đi trên sông. Ôi bên đây có đường đi nè. Trời ơi bên đây có đường đi nè. Người đẹp luôn kìa. Ôi hello người đẹp nha. Hello mấy đứa nha. Ôi người ta quá đông rồi. Dốc quá cao. Rồi. Ở tới đây là hết rồi phải không ta? Tới đây là hết rồi không? Đâu có lội lên dãnh rồi hả? Lên đường nào? Lên đường này hả? Rồi. Hôm nay sao lên nổi trời? Lên đâu người ta còn đẹp là sao cũng mi gan cái dốc gì hay gì? Dốc hết. Nước nhiều ha. Đây dốc quá cao rồi. Quá vui. Quá nhiều luôn.
cần không? Cho lên YouTube luôn. Cười lên, cười lên. Các bạn nghe, cỡ rồi. Bây giờ mới đi cào. Dựa vô vách đá này, dựa vô vách đá này tắm rồi chứ đâu có gì đâu tắm. Cào cảm nhận. Ôi nước mát quá, nước mát rồi. Nước mát trong sạch. Đây là nàng tiên cá. Thôn nữ trốn bờ rừng núi. Trời. Chú quay phim con, chú đâu có làm gì đâu con, sợ gì vậy? Rồi, rồi cười lên, cười lên. Phía trên còn đường đi nữa mấy bạn ơi. Nhưng mà dốc rất là cao. Mình thấy có người ta có cái dây vậy. Có cái dây sẵn kìa. Có dây sẵn đu xuống. Quá dốc mà quá cao. Chuyện thế y luôn á. Rồi gán giữ người đẹp thì giữ vô kìa. Gán giữ vô. Quá trời dốc rồi. Ô, cái cảnh mà truyền dây lên suối tắm này các bạn. Chào hai đứa nha. Kìa bỏ gấu kìa, bỏ gấu kìa. Giữ gấu đi nó tuột. Rồi có hai bạn trẻ lên YouTube luôn. Giờ tới phiên mình đây. Đi lên nó dễ. Đi xuống á. Giờ nha. Ôi đi lên rất là dễ nè, chỉ có sợ cái đi xuống thôi. Đi xuống nó bị chuối á, mất thăng bằng mình rất là nguy hiểm. Rồi mang dép nè. Trải nghiệm đây, thật sự gọi là trải nghiệm luôn. Rồi người yêu của tôi đâu rồi Tài ơi? Nó đâu rồi? Kìa đu dây luôn rồi kìa. Nữ tập răng. Bên hông vẫn là suối các bạn. Cái dốc cao nãy đó. Lội lên trên đó.
thôi. Tới một địa điểm tắm nữa. Ô, phía trước có một nàng tiên cá. Ôi, tới nơi rồi, hello. Rồi, tới lên tới đỉnh là mình phát hiện có một cô nàng tiên cá trên núi rất là đẹp. Đang tạo dáng làm kiểu chụp hình. Đây, nàng tiên cá đây. Quá đẹp, quá đẹp. Rồi, lấy hình luôn. Rồi, lên YouTube luôn. Rồi, tới đây tắm được em ơi. Rồi, để video qua bên kia đi. Ôi, hình như bên đó còn đường lên đúng không ta? Bên đây hả? Lên đó nữa hả? Thôi tới đây mệt rồi. Rồi giờ nguy hiểm quá, tới đây rồi, tới đây vắng rồi, tắm rồi. Ở phía trên này là mình nhìn thấy được phía dưới đồng bằng luôn các bạn, rất là đẹp. À, phía dưới nè. À, rất là phiêu luôn, ở ngoài nhìn rất là đẹp nha. Tới suối mà không dám tắm này các bạn, sợ không có quần hai là không tắm. Lên tới suối ngộn nước rồi đi xuống. Trời đất ơi, vậy con ngủ đi suối.